phải ăn hiền ở lành. Ngày xưa mình ăn những cái con nhúng nhích thì bây giờ mình ăn mấy con đông lạnh. Ngày xưa mình uống một lần 6 lon bia thì bây giờ mình uống một lần 1 lon, 2 lon. Cứ giảm giảm là chút chút thôi để giữ sức khỏe thôi. Chuyện này cũng mừng chứ đâu có kêu là bỏ hết đâu. Rồi ngày xưa họ không biết Thượng Đế là ai, thì hôm nay họ biết ông trời là ai. Ông trời ai mà không biết, nhưng mà có ai coi trọng ông đâu. Ông trời là vị tối cao, tạo ra muôn loài, muôn vật trong cái vũ trụ này. Trong đó có tất cả các vị Phật. Phật Thích Ca cũng là con của Thượng Đế, Phật Di Lạc con Thượng Đế, Phật A Di Đà, hay là Ngài Địa Tạng, hay là Phật Dược Sư, tất cả đều là con của Thượng Đế hết. Ở trong Malago, những người dân của Mỹ, những người trí thức của Mỹ giàu có, dân bình thường thôi, không có chính trị, nhưng mà họ không thích giống như mở cửa biên giới cho những người lậu vô. Thì họ lên, họ nói chuyện với một người có thẩm quyền ở trong Hạ Viện. Thì cái ông chủ tịch Hạ Viện, ông nghe liền. Thì cái quan trọng nhất là cái message, cái lời nói chuyện mà vô được cái lỗ tai của một người có thẩm quyền. Người ta phải về ngồi, người ta gác chán. Ngày hôm qua mình đi bữa tiệc đó, có một người gì đó nói mình như vậy. Thì thấy cũng có lý đó nghe. Thì biết đâu ổng nghĩ là cái người dân nó nói có lý thì ông ra ông đổi cái bộ lực một cái. Cho nên cái hệ thống của Mỹ, tất cả người Việt hải ngoại phải nên bắt chước. Tại vì Kiệt này đi ra một ra đường một ngày học một sàn khôn. Kiệt ngồi Kiệt nghiên cứu hết tất cả 5-7 nghìn người trong đó. Đó là những người giàu có mà họ có tinh thần yêu nước cực kỳ. Ông Trump ông nói khoảng mấy tiếng, thù ngồi đó nghe, nghe từng chữ luôn, không nói tiếng Mỹ. Chúng hiểu hết rồi. Chỉ có một cái mình không dám giơ tay thôi, giơ tay nói ổng cũng kêu mình đứng lì á, cũng giống trong lớp học vậy đó. Nhưng mà mình đâu có gì đâu nói, nhưng mà ổng có nhìn có một thằng Việt Nam á, địa ổng, ổng có cười cười. Thì đến lúc mà ổng nói dứt câu á, cái ổng hỏi ở dưới này có ai muốn lên khán đài nói chuyện không? Một đồng đốc Mỹ mà kêu người ở dưới cứ lên khán đài nói chuyện, lấy chai nước cho đệ tử nữa thôi, để vô. Hoặc là con ngồi xa ra chứ vô mấy cái máy này kỳ lắm. Cái ông hỏi có ai lên khán đài nói chuyện không? Cái ở dưới mà lên á là phải đôn nay cho đảng Cộng Hòa 1 triệu. Chỉ cần nói một chữ của 1 triệu mà nói 10 chữ của 1 triệu. Mà được nói trong vòng 5 phút trở lại. Cái ở dưới có mấy người giơ tay lên. Có một cái bà già Mỹ, có thể là triệu phú, mà bà nói tao đã đồng nay cho 110 triệu rồi, hôm nay tao lên tao nói mấy câu tao cho 5 phút thêm 1 triệu nữa. It doesn't matter. Cái bà lên bà nói chuyện, bà nói giống như thù nói God sent him down here. Ông Trump lúc đó đứng kế bên phải không, cái bà nói God gửi ông Trump tới đây để mà làm cho cái thế giới này thanh bình. Bà nói God mà, tại lúc đó bà cũng 70-80 tuổi rồi, người Mỹ giàu mà. Bà nói toàn là giống như là phải ủng hộ Trump vậy, hay là một người không phải bình thường vậy đó. Thế ai cũng vỗ tay rồi bước xuống lặng triệu, tức là nói 5 phút lặng triệu. Cái hỏi xong cái bà đó, cái hỏi còn ai nữa không? Xong ấy có ông kia cũng cỡ 40-mấy tuổi. I've been support him 3 million already. Tôi lên tôi nói chuyện, lên 1 triệu. Thì ông nói we going to kick Biden out the White House, he make economy ở nước Mỹ, tức là kinh tế nước Mỹ terrible, vân vân. Thì trẻ nó nói chuyện theo kiểu trẻ, tới 1 triệu. Campaign của người ta là vậy đó, gây quỹ vậy, lên nói mấy câu là 1 triệu. Thì Việt Nam mình á, thí dụ như mở ra cho những nhà chính kiến của nước Việt mà lên nói đi, trời ơi bắt trọng có nhiều tiền lắm á, chứ đâu cần phải đi đốt củi đốt lò người ta rồi chấn cổ người ta rồi tử hình rồi này chi nữa không, trời ơi giết người tội chết. Thì đảng Cộng Hòa người ta rất là hay, người ta có cái lời nói rất là professional và tự do tiếng nói, mà có nghĩa là cái tiếng nói của người bình thường mà muốn đi thẳng tới ông Trump là phải đi qua những cái buổi tiệc này, những buổi tiệc gọi là rally này, campaign vậy.
thì cái tiếng nói nó vô thẳng. Dân Nam mình bây giờ có giàu kiểu nào mà muốn cái tiếng nói đi vô thẳng vô cái nguồn máy của nước Việt, mấy con nghĩ có không vậy? Dễ gì, trong quốc hội á, là trước kia là phải đọc theo giấy mà mấy ông của mình á, là đảng đưa ra lên trên đài nói sao nói vậy. Còn cái này nước Mỹ ta tự do, tiếng nói của dân có thể là làm cái bộ lực ở ngoài đời. Một người không thích cái luật thuế này, không có thích bức tường nọ, không có thích ăn cắp lá phiếu, không có vân vân, thì họ nói chuyện thì ngày mai cái người là nói thẳng với công bộ lực đó, tại vì họ biết là ai mà trước khi họ vô đó họ biết cái người này là giữ chức gì thì họ giả bộ cầm cái ly rượu thôi qua chiên cả là họ nói thẳng. Thì xứ Mỹ người ta rất là open cái đó rất là hay á, thuộc công nhận cái kiểu mà tiếp xúc với người dân hay. Nhưng mà những cái người mà được bước vô cái buổi đó đều là được chọn lựa bởi CA hết, là cái record, cái lý lịch đó, là phải clear, là phải rất là good, là phải là thứ gì á, chứ không phải thứ cùi bắp mà vô được đâu. Sorry, lần này nói cùi bắp. Thứ bình dân, xin lỗi. Đúng là hồi xưa lúc mà Hồ bắt đầu lên nói chuyện này á, không có biết rành tiếng Việt, chứ cũng không có chương trình, cũng không có lời lõi, nói bằng cái tâm suy nghĩ đâu thì nói cái đó. Tới ngày hôm nay thì cũng vẫn là vậy, nhưng mà hàng đệ tử mấy con ngồi đây cũng cỡ nhiều 50-70 người, thì mỗi người có mỗi cái idea, thì đi về núi thì mỗi người muốn hỏi câu của mình thôi, cũng giống như bác lớn tuổi thì hỏi về chuyện tâm linh, còn bác mấy đứa trung niên thanh niên thì hỏi về chuyện tương lai, thì mỗi người mỗi ý. Chứ giờ mình chọn một đề tài mình nói thì nó cứng ngắc, mà nên chọn một đề tài để nói, để mà nó cái đầu vô hụ nó nhẹ nhàng hơn, không có đi lạc. Mà khi chọn một đề tài để nói thì tội những cái người bỏ vé máy bay ở phương xa tới, người ta chỉ muốn hỏi chuyện người ta thôi, người ta đâu có muốn liên quan đến cái chuyện cộng sản sụp đổ hay không sụp đổ, người ta chỉ muốn biết là chồng tôi hiện giờ chết đi về đâu vân vân đó. Thì thôi mình cứ tạm thời như vậy đi, đến khi nào mà trứng rồng nó nở cái nổi danh này đó thì sẽ có cái ban để chọn cái lịch trình để nói chuyện và nói, ví dụ một tháng nói một lần. Chứ mà nói hoài chỗ này với họ nhèm, cái tâm của chúng sanh họ chấp đó, họ không biết trân trọng cảm ơn. Ví dụ bỏ thời gian, bỏ tâm huyết, bỏ tổn sức lực để mà lên, để mà calm họ đau, để cho cái thời tận thế này qua một cách nhẹ nhàng. Thay vì xô ôm lên nói cả nước Việt người ta cũng náo động, không biết chuyện gì sẽ ra, thì đây là một cái loại thuốc an thần cho mọi người để mà nhìn về hướng tương lai tốt đẹp của mình. Còn những cái chuyện mà khổ bi kịch của ngày hôm nay đang xảy ra trên chính trường Việt Nam và trên thế giới thì họ cũng cho cái đó là một cuốn phim sắp sửa chiếu. Còn cuốn phim đã chiếu xong là sư phụ đã nói rồi thì họ cũng được cái phần an tâm. Còn mà không lên nói thì lúc đó cả quốc gia sẽ rối loạn, dân sẽ đứng lên lôi tù lâm xuống nhốt vô chuồng cọp. Thì mới vô đề tài thì nói về phần thiên tâm thiên biệt. Cho nên từ nay những ngày tháng kế tiếp, từng xã hội đâu còn ngồi ở đây nữa đâu, ngày mai ngày mốt là bay đi nữa rồi. Thì lý do đi là lo cho cái phần về đời. Trong bài kính thiên mẹ có nói đó, lại mang sứ mệnh đạo đời dương gian, nghĩa là không nữa con người ủy hộ là businessman, làm tỷ phú 10.000 đô trên cái thẻ credit card. Ở bên đây phần đạo, rồi nửa đời nửa đạo, rồi đây nắm giữ gian sen, sau này sứ hội về Việt Nam để mà lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Thì cuộc đời của con của ông trời xuống thế gian, của cái thời đại này phải biết hai thứ, biết một thứ cũng không có làm được. Ngày xưa năm 2007, cái A Lại Gia Thức nó đòi chuyện này phải vô chùa đi tu.
Cho nên bao nhiêu tài sản của cải thời đó cho hết, có cả ngàn ao vàng đem ra cho mấy ông thầy Tây Tạng cho hết, đi qua Ấn Độ tu học. Có cái building 50.000 feet cũng mở làm chùa, hiện giờ cũng đang ở dưới. Thì cái lại chứ biểu mình làm gì mình làm. Chuyện này cũng như là một con cờ của Thượng Đế, và nó đi theo cái GPS ở trong cái tâm thức của mình. Đến khi mà Đức Thầy với chị là mấy vị ngoài đó, những ngày trận đạo gì nói, hey, không phải vậy, dù là phải con là phải làm vậy vậy, trả trả nợ cho Giang Sang, trả nợ cho 100 dòng dánh dòng giống Bách Diệt đi, rồi lúc đó tuổi về già đó sẽ bắt chước sư tổ là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lúc đó mới được đi tu. Mấy vị nói vậy mình quản hộ. Cho nên bây giờ thua mặc đồ đời trở lại để mà đi giao tiếp. Tại vì những cái người bên tiếng Việt họ không hề hiểu về tâm linh là gì, họ chỉ biết có ma thôi, con người có linh hồn thôi, còn ngoài ra họ chả biết cái gì khác ngoài cái đó. Khi sư phụ ra đời gặp một người đời, sư phụ nói chuyện như người đời, chả ai biết sư phụ là người hiểu về tâm linh hết. Còn sư phụ nói chuyện về tâm linh, cả mấy ông thầy cũng nói không lại, tại mấy ông đâu có hiểu, ông chỉ đọc sách thôi. Còn mà nếu nói một cái nước Việt mà quá nhiều hận thù chồng chất lẫn nhau, đảng viên cũ, đảng viên mới, rồi đảng viên Nam, đảng viên Bắc, khi một nước Việt mà thay đổi thì sẽ có nhiều xô xát và chết chóc. Nhưng mà chuyện này bảo đảm sẽ không có giọt máu. Đó là vì cha đã dạy, các chư vị ở ngoài đó hồn thiên sông núi đã dạy. Con xuống trần để mà dẹp cái ác, tức là búa liềm á, thế giới, và để giải thoát. Nước Việt nó cũng giống như một con gà con vậy đó, và bị một con rắn độc khổng lồ đó là ở trên đầu mình á, nó sắp sửa nuốt con gà này. Thì để mà giải phóng nước Việt khỏi cái gông cùm ngày đêm Trung Cộng nó thèm thuồng để mà nó nuốt chọng nước Việt. Chúng ta chỉ đuổi Trung Cộng ra khỏi nước chúng ta. Chúng ta chỉ lấy lại những cái gì tiếng nói tự do của nước Việt. Chúng ta không có làm hại anh em chúng ta. Cộng sản cũng là anh em, quốc gia cũng là anh em. Anh em một nhà phải hòa thuận với nhau. Nhưng mà thời gian đầu á, những cái đứa nó bị nhồi sọ, nó không có hiểu về màu cờ. Cái màu cờ, cái màu vàng là da vàng, ba sọc đỏ là ba dòng máu Bắc Trung Nam. Vậy chứ cái lá cờ đỏ sao vàng nó đại diện cho cái gì? Nó đại diện cho máu của thế giới xã hội chủ nghĩa, tức là đồ đồng đồ đá. Người tỷ phú cũng giống như người ngu đần á, phải một cái level sống bằng nhau, không có đúng. Còn ngôi sao chỉ là một cái tỉnh lẻ của Trung Cộng. Thì mình muốn cái lá cờ nào? Lá cờ ba dòng máu da vàng, hay là lá cờ búa liềm, là cái búa là đập đầu, cái liềm là cắt cổ? Muốn lá cờ đó hả? Cái búa là đập nát đầu người ta, cái liềm là cắt cổ. Thì nó ra cái màu đỏ là lá cờ đỏ. Còn ngôi sao chỉ là một cái tỉnh của Phúc Kiến. Cho nên mấy đứa nhỏ bển hôm nay phải nghe đó, 18 tới 45 phải nên có ý thức cái đó. Tại vì trình độ học vấn của nước Việt á, đứa nào cũng nói con học xong đại học lớp 12, nhưng mà trình độ của chị Cộng, lớp 12 của chị Cộng không bằng lớp 6 của trước 75 nữa. Nên nhớ nha, không bằng đứa lớp 6 luôn á. Mà học ngày học đêm, học toàn là cái gì nó nhồi vô trong đó, rối bùi cái đầu á. Trong cái buổi mà nói chuyện của ông Trầm, sư phụ nhìn thấy hôm nay đảng Cộng hòa nó đoàn kết dễ sợ lắm. Và những cái sắc dân giống như người da đen cũng bắt đầu hiểu được. Đầu tiên là vì họ quyền lợi giữa màu da, vì lúc mà thành lập nước Mỹ, người da đen là từ ở bên Phi Châu
thời xưa đi qua bên Anh Quốc và Âu Châu để mà làm nô lệ phục vụ. Rồi sau đó người Anh, người Pháp mang những người da đen từ ở bên đó đi qua nước Mỹ cũng là để cho phục vụ. Nhưng mà hôm nay họ cũng là con người, họ đứng lên và số lượng sanh sản của họ đông. Thì lúc đầu thì họ nghĩ là như vậy, nhưng mà bây giờ thấy quyền lợi quốc gia bị Trung Cộng sắp thôn túng cả nước Mỹ luôn, nhuộm máu quả địa cầu này thành màu đỏ đó. Màu đỏ nãy giờ mình nói đó, xưa mẹ cũng có nói cái này. Mà ngoài ra ông tướng Trump, tất cả những nhà lãnh đạo của nước Mỹ không ai có đủ bản lĩnh để mà dẹp cái màu đỏ này hết. Nên tất cả nước Việt chúng ta đó, sau này mà có giàu có thành một nước tự do, 6 triệu người tự như do qua lại, làm ăn tự do, con cháu chúng ta ở bệnh đó, có thuốc men, có học vấn đàng hoàng lại, cuộc sống đầy đủ trở lại, chúng ta phải cảm ơn Trump. Chúng ta phải làm cái gì cũng phải có uống nước nhớ nguồn, vì không có ổng, Trung Cộng với Nga không bao giờ bị tiêu diệt hết. Còn ở xứ Mỹ này, những thế lực không thích ổng là vì tâm hồn của nó vẫn là ma quỷ. Ma quỷ nó không có hiện lên là Cộng sản, nó cũng không có hiện lên là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ. Nó hiện từ trong tâm mỗi chúng ta. Khi ma quỷ trên trời, thiên ma đó, nó hoành hành ở trên, thì xuống thế gian này nó trá hình ra đủ dạng hết. Trong gia đình, vợ chồng hay là ba đứa con của hai vợ chồng, trong đó cũng có ma quỷ trá hình vô một gia đình nhỏ để mà làm cho cái gia đình không có hạnh phúc. Trong một cái tổ chức lớn như Thiên Tâm, mấy đứa con cứ nghĩ có ma quỷ trà trộn như không? Cũng phải có. Là tự vì ma quỷ cũng là con của Thượng Đế, nó phải làm khổ những đứa con thánh thiện, để những đứa con thánh thiện nó học bài học để mà tiến bộ. Chứ bây giờ không có người khảo thì đâu có đứa nào chịu học, hiểu không? Còn đứa nào mà khôn mà có chánh kiến á, và biết nhìn rõ đó, thì thôi, tôi đi theo tiên Phật Bồ Tát hơn là tôi sống lẫn quẩn trong cái cõi ta bà này, trong cái màn trượt đen tối. Tại ma quỷ nó sống trong màn trượt đen tối. Bất cứ một tổ chức càng lớn cũng vậy, một cái đảng phái như Dân chủ thì cũng có chánh có tà trong đó, cũng có ma quỷ và cũng có Phật. Đáng Cộng hòa cũng vậy thôi, cũng có ma quỷ và cũng có tiên Phật ở trong, và cũng có thiên tướng ở trong đó. Cái đó là cái rất là rõ ràng. Ở trong một cái chùa, một cái tu viện cũng vậy thôi, cũng có một ông thầy ma tăng và cũng có một thầy là thánh tăng. Chỉ có phân biệt khác nhau, ma tăng nó tham tiền, tham gái, thánh tăng đó là không có muốn xin ai một đồng nào để mà không có bị cái nghiệp đó. Cái nghiệp có nghĩa là mình nợ ai là mình phải đi tìm mình trả, đúng không? Thì phân biệt, ma quỷ nó ham tiền, còn Phật tiên thánh hoàn toàn chỉ làm để cho những người khác có lợi lạc, có nguồn vui và có hữu ích cho xã hội, cho quốc gia dân tộc. Vậy nhìn lại những nhà chính trị nước Việt bây giờ, những nhà lãnh đạo bây giờ, họ làm cái gì thì cứ theo những cái lời này mà phân tích đi. Họ có làm lợi cho dân tộc không? Họ có làm lợi cho nước Việt không? Hay là họ làm lợi cho cá nhân? Cá nhân là ma quỷ, nghĩ cho cá nhân là con cháu của thiên ma, mà nghĩ cho đại đồng, cho tập thể, cho người xung quanh, đó là tiên Phật. Từ một gia đình nhỏ cho tới một cái tổ chức, cho tới một cái công xưởng, và lớn lớn hơn nữa là một cái tổ chức lớn như Thiên Tâm, cũng phải có ma quỷ trà trộn vô để mà thanh lọc ra những cái thành phần gọi là náo nhiệt.
Tại vì tương lai sư phụ không còn ở Mỹ nữa. Cái núi này cái hàng vạn hàng triệu người, khi sư phụ nổi tiếng rồi, thì bây giờ sư phụ chưa có nổi tiếng nha, thì rất là nhiều người về đây, họ không có biết gì hết. Cả khối người Việt 6 triệu người, họ sẽ tìm lại những cái người mà lên núi trên này. Nhưng mà nếu mà gặp những cái đứa mà không có chánh kiến, mà nó chạy theo náo nhiệt, mà mong cầu, đi theo ma quỷ, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ kéo những cái người họ thiên trong tương lai theo ma quỷ. Còn những đứa chánh kiến chư hộ chỉ cần một đứa đệ tử thật thà trung thành mà hiểu thôi, thì sẽ kéo hàng tỷ hàng triệu người có chánh kiến về núi Thiên Long Sơn. Đó là hôm nay chúng nói thật. Thế nó có cuộc sàng lọc, đại sàng lọc. Ở bất cứ tổ chức nào cũng có chánh có tà. Ở trong cái mặt trăng 30 ngày thì đêm 30 là tối thui, đêm trăng rằm là sáng. Nhưng mà ở giữa nó cũng có nửa cái mặt trăng, cũng nửa sáng nửa tối. Con người chúng ta cũng vậy, cũng có buổi vui, buổi buồn. Buổi vui chúng ta đầu óc minh mẫn, ra đường làm được nhiều chuyện hữu ích, gặp được nhiều đối tác và ăn nói lưu loát, và không có bị phỉnh, bị gạt để tốn tiền. Còn bữa nào chúng ta buồn ra đường á, gặp bữa đó bạn bè rủ đi nhậu xỉn cái, trong lúc xỉn xỉn hứa hay làm này làm kia hay ký trên cái bàn nhậu là chúng ta tiêu. Bởi vì có cái câu là khôn 3 năm mà dạy 1 vợ, tu cả đời á mà bị đọ 1 khắc á. Họ thiên chúng ta cũng phải vậy. Đó là cơ trời. Những lời của Thiên Tướng Kiệt này nói từ trước Covid năm 2018. Chiến tranh nó sẽ xảy ra từ ở Trung Đông, rồi sau Trung Đông nó sẽ lan ra tới Á Đông, rồi Thế chiến thứ 3 bùng nổ. Rồi sau đó tất cả những cái sẽ đi vào quá khứ. Dùng cái danh từ cũ gọi là chìm như tàu Titanic. Thì trong đó có cái ác mà khủng bố, có cái ác đầm lầy, có cái ác tiền tệ quốc tế giàu có cái ác những nhà độc tài, và cái quan trọng là cái ác búa liềm. Búa liềm còn lại 4 nước, đó là Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba. Nga Xô Putin bây giờ nó thuộc cũng là cái ác, nhưng mà nó không phải là nước cộng sản mà nó là nước độc tài thì cũng là cái ác, tại vì nó hậu cộng sản. Cái bài Kính Thiên ra đời đầu tiên đó mà ngài Trần Hưng Đạo dùng cái đó để làm kim chỉ nam để mà thanh lọc cái quả địa cầu này á, Kính Thiên đã chiếu xuống trần: con ơi, hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người.